Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương đã được triển khai từ cuối năm 2016. Đến nay, đã có hơn 31.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ này. Đây là địa chỉ duy nhất của Bộ Công Thương để kết nối, liên thông và trao đổi dữ liệu đến Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hiện tất cả 292 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên, trong đó có 166 dịch vụ mức độ 3 và 4. Riêng trong năm 2019, các đơn vị trực thuộc Bộ đã xử lý hơn 1.500.000 hồ sơ điện tử qua các cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tương ứng 99% tổng số hồ sơ gửi đến. Bên cạnh việc đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công Thương còn hỗ trợ hàng vạn lượt doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ thông qua điện thoại, email, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với các thủ tục hành chính do Bộ quản lý. Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa các hoạt động dịch vụ công trực tuyến, thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, xây dựng tổng thể hệ thống dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh hơn nữa loại hình dịch vụ này lên cổng dịch vụ công quốc gia.